trên đường phố lạ, ai nhớ thương ai mà xa bóng mây. Bước mỏi bước chân tìm còn đâu phút giây êm đềm. Hết rồi, thôi đã hết rồi, người đã ra đi bỏ quên lối về. Nhớ như mới hôm nào mình còn cùng nhau xây ngàn ước mơ. Ôi trên đường mưa gió chỉ có riêng ta mà xót thương. Tôi mong đi qua ước mơ mù loà mà nơi đây hiếm hoa tình. Ôi đời viên xưa còn ước mơ chi, tình cũng ra đi, đường về quê hương khuất xa mệt mờ. Còn trong ta những lần trên đường phố lạ, người nhớ bâng khuâng, lòng nghe giá băng. Đã xa dấu chân tìm, mù khơi dấu phố đêm lạnh. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì trước này mắt đọc rất là tốt, bên em đã test rất kỹ càng rồi. Và sau đây thì em quay cái phần ngoại hình cũng như là rất bên trong ra để các bạn được chiêm ngưỡng. Phần mặt tiền kiểu nó khá là đẹp rồi. Em quay chậm để quan sát này. Phần lắp lưng này dán xi rất là đẹp này. Phần lắp lưng đây thì có sự nhẹ này. Cạnh trên của nó đây. Phía sau thì cái dòng đồng này là đồng mạ đồng cho nên là sơn đen bên ngoài là hai bị ố lắm, tham táng hai bị ố. Model của nó đây PD7050, điện 100V, công suất 12W, và series của nó là HB1010797. Trước này trang bị là một đường alox da trên đường mạ vàng, một đường cổng cô xoan da. Đây là vật là nội thất bên trong. Các bác xem video thì phải nhớ xem hết video và tất cả các quy trình mua bán cũng như là chế độ bảo hành như thế nào thì bác xem rõ để anh em đỡ phải nộp tiền lại nhiều nhé. Đây phần ở bên trong, máy móc thì là zin nguyên bản, mắt đọc zin trong máy luôn, toàn bộ thân vỏ được mạ đồng hết này, đồng vàng ươm luôn. Chỉ có duy nhất là cái dây nguồn này, dây nguồn về nó bị cắt đứt nên là em phải đấu nối lại cái dây nguồn filler nhé. Chiếc giải mã thì nó nằm đây, tay nhận dưới thạch đàn nhiệt này. Tụ yếu la, đây tụ xanh là tụ Lichicom này. Đấy, và nó có những cái bóng, cái dạng như kiểu dạng bóng đèn này các bạn nhỉ. Khá chất lượng ấy. Và đây là phần đáy phía dưới. Rồi, phần đáy phía dưới thì nó cũng có bị ố này. Rồi. Thì chiếc đồ này thì trong tình trạng như vậy thì bên em bán với mức giá chỉ có 1 triệu đồng thôi. 1 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho anh nào chuyển đủ tiền. Còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng có cái tiết kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà là sự cố thì giữ cái tem niêm phong, đóng cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng đủ hàng tiền 100% các bác. Hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy ý của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành. Nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm nó có bị lỗi mà không tự sửa. Tiền phí thì có thể tán giúp em. Đặc biệt là khách hàng của bên em thì nó được hưởng khá nhiều cái chế độ ưu đãi. Ngoài ra thì bên em hỗ trợ sửa chữa nên là các bác không nghe ngại về vấn đề về mắt đọc hay phần máy nhé. Và bên em cũng chỉ hỗ trợ sửa chữa hàng của bán mua hàng của bên em thôi, còn sản phẩm không phải bên em bán ra thì em cũng hỗ trợ, mong bác thông cảm. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.